À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Ở tập trước thì mình đã tạo được một cái vùng đệm khá là an toàn ở cái khu vực đây. Đây, một cái vùng đệm rất an toàn với thằng Nga. Vấn đề còn lại của mình bây giờ chỉ là với thằng Pháp thôi. Mình sẽ cố gắng để xử lý thằng Pháp. Đây này. Ôi, như thằng này nó cũng không ưa thằng Nga lắm à. Chết bầm. Chiến tranh với Anh và Nga. Và Nga. Chết nhờ, thằng đệ của mình lại chiến tranh với thằng Nga rồi. Không khéo bị Nga nó sang nó hấp diêm rồi. Thôi kệ nó. Nhưng mà bây giờ đến mùa đông nó rồi, chúng ta cũng không thể cứu được trong một giai đoạn ngắn hạn. Tính sao, thằng Nga vớ vẩn thật. Chiến tranh với thằng này. Thằng Nga là hình như nó rất xấu tính các bạn ạ. Ở trong cái các cái chiến dịch này thì mình thấy nó cứ làm với người Nga rất xấu. Nó luôn phản chắc cái lọ kia. Ừ. Thôi được, cứ để từ từ ạ. Bây giờ Napoleon nó đến đây rồi đây này. Nhưng mà quá lượt đã. Sao mình cũng hết cái để làm rồi. Cho lính bộ binh dùng tạm ngựa. Thử xem đàm phán hòa bình với Pháp lắm nhỉ. Sau đó chiến tranh sau. Không để nó tấn công đất của mình như thế được. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Rồi. You must either appease the rioters by lowering taxes or send in the troops to put them down. Chưa nhìn thấy thằng Napoleon nó vừa di chuyển đây đâu. Act quickly before the riot becomes a rebellion. Mình ra đây là mình sẽ phục kích. Mình đi ra đây. Căng nhá, mẹ thằng này. Mà bây giờ đến mùa đông mất rồi, không có cách nào cứu được thằng đệ này rồi. Tấn công cái thành này. Có một cách khác. Cướp bóc lên cho các cái thành này nó nổi loạn. Bây giờ là tháng 11. Chuyển 3 đội kỵ binh này xuống đây nhá. Auf Position. Sir, eure Befehle. Hai đội này nữa. Männer, vorwärts. Bereit und in Erwartung von Befehl. Thừa làm sao được nhỉ? Hai đội đánh đội đoạn. À, đủ rồi. Đúng rồi, mình mua thêm một đơn vị để dự phòng mà. Tính xem là thằng Napoleon nó tiến đến đâu nữa. Bất kể nó tiến đến đâu thì mình cũng phải cho quân phòng thủ đây đã. Bye. Tướng này, nếu mà đánh thằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp ở dưới này thì chúng ta sẽ tạo có cái vùng đệm tốt đấy nhỉ. Thằng Nga không biết đã có quân ở đây không? Chắc là không, những cái tỉnh như này. Rồi, quân nó mỏng lắm, chúng ta auto. Được tiền. Hay quá. Trận nào easy thì chúng ta cứ auto thôi. Trận nào mà nó phức tạp thì chúng ta mới đánh. Chiếm được Kiev sớm thì tốt nhỉ. Chết rồi. Không chiếm được, hết lượt đi rồi. Đấy. Hết lượt đi rồi. À không, có cách này. Được. Chưa ra ngoài.
Quên mất. Đợt sau chúng ta hãy chiếm lại vùng dưới này. À, thằng Ottoman đây có tỉnh này. Chiếm được cái vùng này. Giao đất cho thằng đệ ở đây. Chiếm tiếp tỉnh này nữa là ổn. Mình sẽ tạo một cái vùng đệm này an toàn. Cánh chỗ này chúng ta chưa tiến được bởi vì quân chỗ này chưa phục hồi được. Đúng là cái tỉnh này hồi chậm quá. Tất nhiên mình có thể đánh auto, đánh vào đấy được hai quân đoàn mà. Nhưng mà mình thích đánh tay hơn. À, nói ít quân mà nhở. Đánh phát đi chứ sợ gì. Bị thương nhẹ thôi mà. Ai à, đội cận vệ già. Đội cận vệ già trong quân đoàn này. Ôi đó có pháo 12 pound này. Pháo tầm xa. Chỗ này chắc phải di chuyển liên tục rồi. Tướng Pepen của chúng ta sẽ đánh tấn công tiếp. Chỗ này căng nhỉ, nó có pháo tầm xa. Xem khẩu pháo tầm xa nó ở đâu. Pháo 6 ly ở bên này, pháo 12 ly ở bên này. Pháo 12 ly ở nó bên này. Vậy chúng ta sẽ triển khai quân ở bên này. Bên này đi. Bên này nó chỉ có pháo 6 ly thôi. Nó chưa tấn công mình được ngay. Wow, pháo của mình lên rank ác thật. Đặt pháo ở đâu bây giờ? Cái gò đồi này. Đâu, chuyện này nó có pháo tầm xa đấy. Nó lã cho vỡ đầu. Bên này thì chắc triển khai quân đây đã. Nó di chuyển dần. Xem tình hình thế nào bắt đầu. Rồi mình cứ tiếp đấy. Quân Pháp sao lại còn thừa một đơn vị quân kia? Đủ rồi mà. Chắc lấy nhầm của bên này một đơn vị rồi, đúng chính xác. Chính xác rồi. Pháo binh của mình. Pháo anh trên núi cao lã vào đầu. À, đây có cái gò đá. Pháo mình đặt sau cái gò đá này thì khác gì tự tay bóc. Nào, có chỗ nào ngon hơn không? Dù sao cũng vẫn phải tránh cái gò đá ra, đánh đặt trên gò đá thì bắn làm sao được. Rồi. Chuyển đi. Di chuyển đi. Bắt cái chúng nó di chuyển thì mình mới ăn được. Hay lắm, nó di chuyển theo hướng kia. Đây có cánh rừng.
Ở đây. Cái binh nó đang tiến vào rừng. Chưa biết quân nó đang di chuyển kiểu gì thôi. Quân bên này sắp chuẩn bị bắn nhau. Đến quân nhanh. Nó bên đơn yểm trợ. Đến nhanh, nó đang mất tinh thần, tiến nhanh. Đến quân nhanh. Chỉ huy nên là mình cũng sợ trận mà nó có tướng huyền thoại chỉ huy thì chúng ta không thể đùa được. Vẫn là quân Pháp thôi nhưng mà quan trọng là người chỉ huy. Quan trọng là người chỉ huy. Xong, nó đã giải quyết được khẩu pháo bên này rồi. Vào đây. Ta đang bắn cả sườn. Cẩn thận, nó đang tiến vào các cánh cửa. Bắn thẳng vào đây. Đội hình hộp rỗng. Bảo vệ bộ binh. Bắn vào đây. Đường pháp đã tiến lên theo cách cũ rồi. Không sợ. Nó ngu rồi, nó tản quân ra thì nó ngu rồi. Đúng rồi, đã thẳng đấy. Cao lắm.
hướng nhỉ. Rồi, cái binh của ta càn luôn đi, tranh thủ càn luôn. Nó đây bắn vào đâu, tranh thủ càn luôn. Vào đây, nó binh dừng tay. Nó lập đội hình một lẫn rồi. Nó lập đội hình một lẫn rồi. Được, nó không giữ được. Nó bị áp sát rồi, sợ. Mình dẫn để chống kỵ binh nhưng mà chỗ này mình cần bộ binh mình sợ. Rồi nó chạy được, pháo vào nó này. Nó kịp lập được hình một dẫn chưa? Chưa lập này. Chưa lập. Cánh này tiến lên. Bắt đầu nó ra. Ôi ồ. Sợ. Rút. Bắn tạt. Nó đang bắn tạt xuyên mình. Ở đây. Đây. Bắn nó đi. Cái đường này thương nặng quá. Rồi, bác lên đây. Không thấy hay không? Đây. Bác lên đây. Nó không có quân ở đâu. Trước mặt chúng ta là quân địch. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Đến đây. Bác lên đây, đây. Sọc. Sọc. Các bạn nhớ một điều là không bao giờ được phép cho kỵ binh tấn công mà khi không có bộ binh yểm trợ nhé. Đó là một sai lầm chết người của tướng Snay trong trận Waterloo, dẫn đến thất bại của một quân Pháp. Không bao giờ được phép cho bộ kỵ binh tấn công khi không có bộ binh yểm trợ. Rồi, bắt lên sang bên. Rồi. Cả chiến hai cái quân, hai tiếng hòa tiếp. Nó còn mỗi khẩu pháo thôi thì... Thôi rồi, cho bọn bộ binh giải quyết. Rồi, chạy, bộ binh chạy ra đây. Pháo này. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Ôi à, lã được vào mình đây. Gần như trận nào cũng heroic victory này, ngại quá. Rồi. Ui giời, cứ kiếm tiền đã. Con nhà nghèo là cứ phải kiếm tiền đã.
Croatia. Tỉnh này chưa được độc lập. Truppen vorwärts. Bataillone bereit. Hòa cả, hòa bình chiếm đóng. Cho tiếp thanh niên này sang đây nữa. Lượt sau để tính xem tình hình đánh vào đâu. Ở đến đây hồi máu khá nhiều này. Đây, nó có cái công trình này nên hồi máu nhanh. Dưới này thì là đất của thằng đồng minh rồi, thằng Áo rồi. Nó chỉ tấn công của mình từ hai hướng này thôi. Giải quyết lốt hai tỉnh này thằng xem là Áo này. Áo không chiến tranh với Pháp. À, không chiến tranh với Pháp thì chiến tranh với Tây Ban Nha. Được cái thằng Pháp, thằng Áo này, thảo nào cho nó không đánh nhau. Nhưng trên này thằng Napoleon đâu nhỉ? Napoleon đâu? Rồi qua lượt đã. Chắc chắn Napoleon chuẩn bị xuất hiện. Ôi tháng 12 rồi. Chết em rồi. Rebellions grow in strength over time. À, tháng 12. Ôi quân của bọn chúng ta bắt đầu bị chết rét rồi. Không vào thành ngay là chết rét. Rồi chui vào thành nhá. Nhanh. Cho hai, ở đây có hai đội, ba đội kỵ binh này sang đây làm lính dự bị. Rồi hai đội này vào đây nữa, hai đội vào đây. Thêm hai đội lính này nữa sang đây. Rồi chúng ta chắc phải tấn công xuống đây. May quá. Thôi một lượt đã. Để ổn định đã. Có 12.000. Tiếp tục phải phát triển. Cái nhà chính phủ ở khu nào chưa nâng cấp hết thì mình sẽ nâng cấp trước ạ. Rồi. Hết luôn tiền. À, quân nổi dậy à? Quân nổi dậy à? Das können wir direkt machen. Marsch! Marsch! Bereit für Befehle! Siegreich! Ui, mãi vẫn chưa lên được sao? Warten auf weitere Befehle! Mãi vẫn chưa lên được sao? Weitere Befehle! Liệt sao cho hai ông này vất quá? Mà tướng này mắc chưa chưa? Chưa mắc. Mắc rồi, tướng này chưa mắc này. Thôi được rồi, như này thì chúng ta sẽ phải luyện kiểu này. Bán cái vùng đất này cho một thằng nào đó. Ví dụ như là thằng... cái vùng này là Frisia đúng không? Payment chia đi cho nó một đồng. Các tướng này vây thành. À rồi, hay quá. Tướng này đã học được lốt cái skill cuối cùng. Nó là tướng vây thành rồi. Vậy nó đã đủ bộ 6 skill rồi. Tốt rồi. Vậy thì chúng ta sẽ luyện được nhanh đấy. Các bạn cứ bán đất này đi. Xong đầu... đây. Bán như này. Nhưng mà đơn vị quân này còn thiếu gì nào? Có kỵ binh này, hai đội, ba đội xuống trường bắn tỉa. Bên này thêm ba đội xuống trường nữa. Hết tiền. Vào đây đã. Thương rồi. Bổ sung quân cho hai tướng này đã. Ít quân quá đánh thương vong nặng. Lâu hồi. Luyện cấp lên max skill sướng. Khổ
không cần sửa rồi, chúng ta sẽ khôi phục cái tỉnh này lên, tỉnh này. Đánh phải đánh được hôm nay chứ nhở. Đánh tỉnh này đã. Ôi trời ơi. Và qua lượt đã, hết tiền ở đâu nữa. Rồi, thằng Pháp nó không thể tấn công mình được nữa rồi. À, Nikolai nhai dép xốp. Rồi, nó không thể tấn công thằng đệ của mình, nó vòng sang tận đất của mình rồi. Định chiếm. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Sir, eure Befehle? Ihr ergebenster Diener. Sir! Alles bereit machen! Trời ơi, mất quân. Đi trên vùng đất để mất quân. Wir werden Verluste erleiden, wenn wir hier. Và đứng ở đây đã, phòng thủ trước quân Pháp. Thằng Nga vớ vẩn thật. Nó không thèm đi, nó đi qua một loạt lãnh thổ này, nó chiếm đánh vào thẳng đất của mình đây. Nhưng mà nó có nhiều quân lắm đâu, có mấy thằng quân về thôi mà. Bắt đầu nhỉ? Tạo thêm một thằng tướng nữa. Nhưng mất tiền. 7 trên 8 quân mà, à được mà. Ăn! Trận này khó à nha. À! Mikhail Kutuzov, tướng huyền thoại của quân Nga. Được, trận này phải đánh tay rồi, đánh auto chúng ta thua SML luôn. Chúng ta toàn cái quân lông dân này. Chết rồi, thằng Nga mà nó tấn công mình vào mùa đông như này thì mình hơi khó phòng thủ rồi. Cánh bên dưới thì chưa đủ, chưa giải phóng được cái vùng bên đệm bên dưới. Giải phóng được cái vùng đệm bên dưới nữa thì mới êm được. Đấy, trận này tuyệt vời đấy. Thôi cứ vào trận đi đã, quân tiếp viện mình đâu rồi, vào đi. Để anh còn dàn quân với nhau. Không có tiếp viện đâu. Vào nhanh nào, ôi vào từ đằng sau lưng nó à. Còn chưa đó, thế phải tấn công nhanh rồi. Quân này, tướng củi quân cũng chưa có rank, không biết có ăn được không. Mấy anh lính nông dân của Đức. Được, mấy lính nông dân. Bắt từ đội này luôn. Chúng nó có Nikolai nhai dép xốp đấy. Từ từ. Để chúng ta sẽ dàn quân kiểu này. Từ đó kỵ binh của nó đang đến. Ăn được kỵ binh của nó trước. Ai xả. Vẫn liều thương bảo ạ. Ai giả Nikolai nhai dép xốp thì nhiều quá nhỉ. Kỵ binh Cossack có vẻ gớm nhỉ. Bắn. Đã đọc ra một cây đường. Đánh làm sao được. Tướng đứng đây bút tinh thần của binh sĩ rồi. Những người lính Nga đang chắn đấy. Chắn đấy, chắn đấy. Chiến tranh băng tuyết này mệt rồi.
hai gớm thật. Cho hai đội kỵ vào nó quay một đội lính của mình. Được thì rút đi. Một đội. Chỗ này có mấy cái tòa nhà. Cho bộ mình tiến lên xem nào. Tiến lên. Ăn lên. Lính nông dân cũng phải chơi. Đang giúp chạy à? Ai cho mày chạy? Có hai đội này thì nó chống được cái binh của nó. Đó. Anh đứng nông dân thì không lập được đội hình được lắm. Biết bắn nhau đã là tốt lắm rồi. À, đi cô lại nhà dẹp xong. Rồi sao? Mikhail Kutuzov là đưa quân sang đất của mình. A glorious victory, sir, is soon to be yours. Mày. Đến đều nhé. Bỏ chạy. Mày chết. Meine Armee wird hier Verluste erleiden. Rồi. Đừng có để quân bị chết rét. Cho quân lên đây đã. Chết nhá. Bây giờ mới căng. Còn đệ mình thì chưa có khả năng tấn công. Chắc mình phải phòng thủ quân ở đây quá. Thành dưới này thì... đây thì ổn rồi. Chúng ta sẽ đợi cho thời tiết tốt hơn đấy. Hồi quân lại và chờ thời tiết tốt hơn, mình sẽ tấn công tiếp xuống thằng Thổ Nhĩ Kỳ bên dưới này. Dưới có thằng Áo rồi. Đứng ở đây là có thể chắn quân Pháp rồi. Mà khỉ gió thật, thằng Pháp nó đứng chỗ nào rồi? Không thấy nó đâu. Đứng đây là để chắn được quân Pháp tiến sang đất của mình. Đây có cái bờ sông, nó không tiến được, nó chỉ có mỗi cái eo này tiến vào à. Nhưng mà nó vác vài quân đoàn thì nó đánh như sao nhỉ? Thế mới phải giải quyết khu dưới này trước. Tướng Stamhot. Nhiệm vụ cho tướng Stamhot tấn công thành này. 4 đội pháo. Tướng này vừa phải đánh trận xong rồi, tướng này đánh tiếp. Rồi. Xem tình hình đã. Nhớ vào kiểu học cái sự kiện tào lao. Nào. Đánh không nghỉ với quân Pháp.
Trời ơi. Pháp có khá nhiều pháo. Nó lại đến quân chéo này à? Vậy mình dồn hết quân vào một góc cho nó bắt phải di chuyển. Mình thì lại không có địa hình quá sâu. Pháo binh của mình trận này chưa làm gì được bởi vì địa hình xấu quá. Mình sẽ tiến quân kiểu này để cho thằng Pháp có rối đội hình. Các bạn khi mà bạn triển khai quân đội, các bạn cố gắng làm thế nào để cho đối phương bị rối loạn đội hình. Như vậy thì pháo binh của nó sẽ không tấn công được và đồng thời chúng ta cũng có thể triển khai quân được. Đấy. Cố gắng làm rối loạn đội hình của nó. Các bạn cứ di chuyển quân liên tục khiến đối phương nó phải di chuyển theo và nó rối loạn đội hình. Người Pháp mà khi mà pháo của nó bắn ấy thì chúng ta khó đỡ lắm, để pháo binh của Pháp nó bắn cực kỳ khiếp. Đây là tướng chỉ huy pháo binh của chúng của mình ấy, nhưng mà trận này chắc pháo binh của mình phế bởi vì là địa hình của chúng ta xấu quá, trừ khi mình chiếm được cái điểm rồi. Trước khi đó thì mình phải di chuyển được đã. Đó, chúng ta sẽ di chuyển trước và thằng Pháp nó sẽ phải di chuyển theo chúng ta. Đó, nó cũng phải di chuyển theo. Vào đây con. Ngon thì vào đây. Cái trung tâm chưa sợ. Ngon thì vào đây. Ngon thì vào đây. Xong. Tiến lên. Phương pháp đang di chuyển ra hướng này. Nó vẫn còn khá nhiều kỵ binh. Đây rồi. Chiếm ngay điểm cao này đã. Chiếm ngay điểm cao này chúng ta sẽ có cái chỗ để đặt pháo binh. Đây rồi. Gần nhau lắm rồi đấy. Tiến lên anh ơi. Để cho Pháp nó kịp dàn đội hình. Wow. Các bạn nhìn thấy cái chấm đỏ đỏ đấy không? Nếu chúng ta đi vào cái chấm này chúng ta sẽ bị dính bom chết đấy. Chỉ khi các bạn ở thế phòng thủ các bạn mới có đặt được cái đó thôi. Và lính bắn súng ấy, lính súng trường nó có cái đấy. Leichte Infanterie!
được rồi, báo đặt sai vị trí rồi. Chiến đứng ngay điểm cao này, đứng xuống trường chiến đứng ở điểm cao. Đây, chúng ta di chuyển chúng ta phải tránh cái điểm cao này. Chỗ này chắc không khó thủ pháo à? Vào đây. Tốt rồi. Có kìa. Pháp chưa làm gì đâu. Rồi thì mình đã có cái đỉnh rồi. Tất nhiên chúng nó lại có rừng cây. Chưa biết thằng nào lợi hơn nè. Kinh nhỉ, bắn lì đấy. Mình bắn ở dưới sườn dốc lên. Không hiệu quả lắm. Chết chết à? Dạ chưa? Và tận dụng cánh rừng này mới được. Tận dụng cánh rừng này ngay. Cái rừng cũng nhỏ. Chúng con này đã... Chúng này có cái vỏ đất sống quá nhỉ. Mình cho con này đến đây là bảo vệ của chiến trường. Đi. Đi sống lên à? Học rồi, kinh quá rồi. Các đơn vị xuống trường sẽ là chủ lực tấn công của mình. Đi. Rồi, cái này tiếp tục tiến lên. Quay bọn Pháp lại. Súng chưa bắn tỉa à? Đúng mình rồi. Vào đây. Thank you.
tốt nhỉ, chui vào rừng. Bắn kiểu này chúng ta hết đạn chưa giết được nó. Chui vào rừng thì mình cũng hơi bất lợi. Mình đâu à? Vào đây. Đội súng chưa bắn tỉa cái của nó. Chút xâm lên. Mình cũng lên được. Lên là mình chết ngay. Và bây giờ pháo binh bắt đầu tìm điểm. Không kịp rồi, thằng này không kịp ra được rồi. Máy chết. Xong. Đến ngay lên bảo vệ kỵ binh. Rút à? Ghê thật. Phết đấy. Di chuyển khôn vãi trưởng nhỉ. Chưa đủ kỵ binh nhà anh đâu. Mày dụ kỵ binh anh xông vào đội hình của nó trong đấy á. Còn bắn từ trên đỉnh đồi xuống. Chắc là ăn được. Ăn tướng nó luôn. Rồi thì nó bắt đầu có thể thấy nó vây rồi. Vây nó lại. Tiến luôn này những đứa này. Vây được thì vây đi. Tướng nó lại chạy vào trong à? Quay nó lại. Chụp nó ra. Bình tĩnh. Hướng nào bị giáp quá thì chúng ta sẽ rút tận. Hướng nào mà có thể tấn công được chúng ta tiếp tục tấn công.
cứ của nó lì nhỉ. We have killed their general, sir. Now they must break. Rồi đây. Ăn được rồi. Má chà, rút à? Cái này đang rút à? Nó rút rồi lại tiến. One of our units has used all its ammunition, sir. Hết đạn à? Mấy thằng bắn trên đồi chắc hết đạn. Hết đạn luôn. Thôi vào đường đấy đi. Nó chỉ còn cốt tập trung ở đây thôi mà. Bắn. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Biến thế nào? À. Dài rồi. Bán dài phát rồi. Xong vào. Trông vào citizen glorious victory sir is soon to be yours. Xong vào ăn luôn không phát dẹo rồi xin lên nó chán rồi chúng ta phải bán dai. Đâu? Đây à? Bộ lính này à? Chạy hết à? Chuyển
Hay quá, chiếm được thủ đô của Áo rồi. Nhưng mà đây không còn là thủ đô của Áo nữa. 35.000, ôi đầy tiền ngay, có gì đâu. Bán cho thằng gì nhỉ? Russian. Lại phải cướp tiếp kiếm lo tiền à. Làm giàu không khó. 16.000, ôi vẫn được nhiều tiền lắm. Thủ đô của các cái nước lớn này được nhiều tiền lắm. Männer, vorwärts! Bereit machen und Befehl erwarten! Lasst das Schlachtfeuer! Vẫn được hơn 2.900 cơ mà. Ôi, cướp thành Áo này phải nói là mắc dầu. Tôi gọi là mắc dầu ý, chứ không phải là dầu nữa. Vorwärts für Krone und Vaterland! Glorreicher Sieg! Thôi được rồi. Hòa bình chiến đấu. Mình cho thằng Egan của mình sang bên này do thám cho này. Warte auf weitere Befehle. Rồi. Đóng ở đây là Napoleon. Quân đoàn mình đóng đây. Quân đoàn này thương vong. Khả năng nó cũng có thể nó đánh đấy. Nhưng mà bán vùng đất này cho thằng Bavaria này đã. Thằng này nó chưa có đường đi ra biển. Chắc mình phải cấp cho nó. Chia sẻ công nghệ cho nó này. Bavaria. Trời ơi, đứng ở mùa đông mang giá. Rồi đứng đây được rồi. Vẫn có thể bảo vệ được quân mình. Thằng này nó sẽ có đường biển. Đây nó có một cái cảng biển ở dưới này. Đây, nó có thể giao thương được với rất nhiều thằng. Mình xem thu nhập của mình này từ các nước chư hầu. Đó. Kiếm tiền từ các nước chư hầu được những hơn 3.000 cơ mà, 3.500. Bỉ cho mình hơn 1.000, bỉ là nhiều nhất. Được rồi. Úi dồi ôi, 55.000. Tao còn tiêu tiền nhá. 55.000. Cấp cái vùng này lên nhá. Cấp luôn cái cả này lên. Cảng này ở thời đó cái nâng cấp sau thì mình sẽ chuyển nó thành cảng quân sự, bởi vì cái vùng đấy nó giáp cái lãnh thổ bên kia. Nâng cấp đường xá lên đi lại cho nó nhanh á. Khi bạn là người có tiền nó khác. Hơn 10.000. Thôi rồi. Hệ thống công trình của chúng ta này là ổn rồi. 2.500 một lượt. Quân hồi chưa? Xuyên thua. Đánh đất của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiến sang đây thì sẽ khôi phục được một tháng đệ nữa lên. Chặn đứng đường tấn công của thằng Nga. Nhưng mà phía Bắc này giờ hơi thật. Thằng Nikolai nhai dép xúc. Quân đoàn này đang, thôi rồi, cứ để từ từ để tiến sang đã. Chắc là phải thêm một tướng nữa mất rồi. Quân đuổi dậy này. À hay quá. Gris General. Úi trời ơi. Đây, Gris General tướng cộng 3 rồi. Phải lên được tướng cộng 5 cơ, nó mới là mắc cao nhất. Wir triumphieren.
Sonst noch etwas? Butcher, hau gar keine Skill hier. Đang tinh thần chiến đấu cho binh sĩ. Mày. Warten auf weitere Befehle. Linke Seite, Marsch. Oh. Marsch. Bổ sung thêm quân đã. Nâng cấp nhà nhiều quá, bây giờ hết bổ sung quân rồi. Sao nhà? Ba đội kỵ binh rồi. Bánh này vẫn thiếu đấy. Hết tiền. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Xếp lại phát ra nào.